được. Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Buổi sáng ngày hôm nay vừa mới về thêm, đó chính là Sơn Thủy Tiên, hàng to đẹp đẹp, cả nhà có nhìn thấy, và hàng đang sương mắt nụ và có cây đồng là có nụ nữa này. Đó, hàng rất là đẹp ạ. Em bán là 250.000 một cân. Sơn Thủy Tiên nhá. Và đây đây chính là hoàng thảo kiều vàng, em bán 250.000 một cân hoàng thảo kiều vàng. Số lượng em chỉ có 10 cân thôi ạ. Đó, hàng đang có cây, đang có nụ, có cây đã có hoa rồi. Đó. Và đây là kim điệp xuân này. Kim điệp xuân hàng đã có hoa nên là cái thân của nó hơi gầy một chút. Tuy nhiên rằng là chúng ta mua cái mua về làm giống cũng rất là ok nhá. Đó, em bán là 170.000 một cân. Đây đùi gà đây các bạn, vào nhà em này các bạn lựa thôi. Đó. Đó, và đây cả nhà có thể nhìn thấy là những cái mặt hàng em đã vừa mới quay vào trong cái buổi sáng ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì em sẽ chỉ về thêm mặt hai mặt hàng, đó chính là hạc vĩ thân tím, sơn thủy tiên và kiều vàng thôi ạ. Em xin cảm ơn cả nhà mình. Cả nhà mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em ạ.